ít mà nói rít đồ thơm không? Không có đâu. Anh Toàn ơi, em chỉ có 6 triệu thôi để mua laptop. Thì anh có con nào mà phải ngon, bổ, rẻ, bảo hành dài, xong lại còn đồ trả tốt thì anh cho em. Tiền ít mà nói rít đồ thơm không? Không có đâu. Nhưng mà đó nhá, đấy là người khác nói thôi. Tại thời điểm này Hà Nội Lab có, mày chúc mừng em. Đây là bên anh là vừa về một lô, không còn nhiều, các bạn đến lấy hết rồi. Là Surface Pro 5, Core i5 thế thứ 7, 7300U, RAM 8GB, ổ SSD 256. Đây hàng này là hàng nguyên bản. Đợt này mình nhập là nhập từ Australia, đúng mã của Australia. Nhưng nó người sử dụng cũ ấy, thì họ trang bị cho nhân viên luôn cả. Cái phần này là phần bọc này, thì anh tặng luôn. Tặng luôn cho khách ở Việt Nam mình. Bằng cao su cái này rơi từ tầng 2 xuống không vỡ. Wow. Nhưng mà nó chỉ nát thôi. Cái này là Surface Pro 5, Core i5, 7300U, RAM 8GB, ổ SSD 256. Đấy, thì ai cần thì liên hệ, sản phẩm này không có nhiều đâu. Thì Hà Nội Lab thì đa số bán hàng brand new nguyên siêu. Nhưng mà may là có sản phẩm này.